các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của Linh, cuộc sống Linh Đình. Hôm nay em có mặt tại thành phố Linh Đình, Anh Quốc nè các bạn. Trong dịp ngày lễ Noel á, đường phố rất là nhộn nhịp luôn, trăm ngàn đèn lung linh sắc màu luôn các bạn ơi. Cũng mới được cho đi thì tự do đó, người ta đi rất là nhiều luôn. Hồi nãy em đến đây thì cũng còn sớm, đèn chưa có cháy và người ta thì cũng chưa có đông lắm nữa. Bây giờ thì tối rồi, đèn sáng lên rồi người ta lại đến đây xem rất là nhiều luôn. Một số thì cũng đi shopping, một số thì xem đèn. Bởi vì mấy cái ngày sắp gần Noel á, thì shop á, giảm giá đồ rất là nhiều luôn. Thì người ta đi mua đồ cho Giáng sinh, làm quà đó các bạn. Rồi đồ giảm giá thì người ta cũng thích mua nữa. Các bạn thấy bây giờ đó, là shop nó mở cho tới khuya luôn. Bởi vì người ta đi shopping trong lúc này đó, rất là nhiều các bạn. Trong shop bây giờ đó, là rất là nhiều người trong shop luôn. Xem đèn cũng có, rồi đi shopping cũng có. Cho nên ngay cái thành phố này đó, bây giờ là rất là nhộn nhịp, đông vui luôn. Thì sẵn tới Noel thì em cũng chúc cho tất cả các anh chị em Noel vui vẻ nha. Và năm mới thì luôn luôn nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống nha các bạn. Các bạn thấy bây giờ thì tối rồi á, đèn rất là đẹp luôn. Nơi đây á, thì tối lại á, các bạn thì mấy đông đúc vui, còn cái ban ngày á, thì cũng như đường lộ bình thường thôi hả các bạn, không xe cũng chạy bình thường, không có cái gì mà nhộn nhịp hết. Thì bây giờ em mời các bạn cùng đi dạo và xem đèn về đêm nha các bạn. Ở đây là những cái nơi tổ chức là những cái đèn Noel nè các bạn. Và nơi đây á, những cái shop bán quần áo và nhiều shop ở đây lắm các bạn. Cho nên mọi người đều đến đây rất là đông luôn, để mà vừa xem đèn và vừa đi shopping luôn. Một năm thì có một lần đèn Noel, cho nên ai cũng muốn đi xem hết đó các bạn, vì quá trời đẹp luôn ha. Thì các bạn xem nhắm đèn cùng em nha các bạn.
đèn màu vàng này đẹp quá trời ha các bạn ha. Năm nay á, bệnh dịch đó các bạn, thì ở Yên Linh không có đốt pháo cho cái Tết các bạn. Tết năm nào cũng đốt pháo rất là vui và đẹp lắm luôn. Năm nay thì không có được đốt pháo rồi, rất là buồn luôn các bạn. Những cái chỗ mà hàng năm hay tổ chức ra cảnh đồ rất là đẹp mà năm nay cũng không có tổ chức gì ra luôn các bạn. Chỉ là những cái đường lộ treo mấy cái đèn Noel như vậy thôi, chứ còn những cái chỗ mà tổ chức hàng năm á thì bây giờ cũng không có làm gì hết nên rất là buồn luôn.
You see? Các bạn ơi, em xin ngừng video nha các bạn. Hy vọng thì các bạn cũng thích video của em và xem vui vẻ. Cũng sắp đến ngày mà Giáng sinh rồi, thì em chúc cho tất cả các anh chị em một cái Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc và vui vẻ bên người thân nha. Và sang năm mới thì cũng thành công trong cuộc sống và luôn nhiều sức khỏe nha các bạn. Và cảm ơn các bạn rất là nhiều, luôn luôn đã ủng hộ cho em mới có được ngày hôm nay. Thì các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ em và đăng ký để nhận được cái video mới nha các bạn. Thì thôi, đến đây em xin tạm ngừng nha. Bye bye các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Bye bye everyone. See you next time.